Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình testnet đến từ dự án DeFinance. Thì DeFinance này là hệ sinh thái của Internet Computer Drive nha các bạn. Thì viết tắt là ECB. Thì tập cận ECB này đã list rất là nhiều sàn lớn luôn bạn, như ví dụ như BNC, Huobi, KuCoin nè các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần list phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn tạo một cái tài khoản nha bạn trên hệ sinh thái của trên dự án của DeFinance nha bạn. Đây thì có hai mục, một login và một credit wallet. Thì bạn bấm vào một credit wallet nha bạn. Sau đó các bạn nhập password của mình vào nè các bạn. Sau khi các bạn nhập password vào, các bạn bấm vào next step thì nó hiện ra 12 chuỗi cụm từ bảo mật. Rồi các bạn nhớ lưu 12 chuỗi cụm từ bảo mật đó, xong thì các bạn sắp xếp 12 chuỗi cụm từ bảo mật lại nha bạn, để sau này các bạn khôi phục ví nha các bạn. Rồi nha bạn, sau khi các bạn bắt up 12 chuỗi cụm từ, xác nhận 12 chuỗi cụm từ bảo mật xong thì nó ra một cái giao diện như thế này. Thì các bạn claim hai con token là testnet nha bạn, có ký hiệu là DFCT và WECBT nè các bạn. Thì các bạn bấm vào một claim nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim luôn. Rồi sau khi bấm vào claim xong thì các bạn bấm vào một deposit nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một claim xong thì các bạn log lại trang nha bạn. Các bạn chờ một chút xíu thì nó sẽ cập nhật các bạn là balance của bạn là có 99.999 token DFCT và WECBT nè các bạn. Rồi thì các bạn, nếu mà trên điện thoại thì các bạn deposit không được thì các bạn chuyển qua trong web trên máy tính nha các bạn. Các bạn nhấp qua cạnh cùng chọn trong web trên máy tính nè. Sau đó các bạn bấm vào một swap nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một deposit nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào select add token nè các bạn. Sau đó hiện ra. Rồi các bạn nhắc lại nha các bạn, bấm select token nè. Các bạn áp vào là con hồi nãy mình tên là EFCT. Rồi các bạn gỡ vào những hai con token các bạn đã claim nha các bạn, DFCT. Rồi ở đây các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi các bạn chờ nó lót một chút xíu các bạn, rồi các bạn bấm mắt nè, các bạn áp đu vào hai cái con bạn đã claim nè. Các bạn như các bạn claim xong thì cái đó tài khoản nó chờ claim. Rồi các bạn vô đây các bạn để swap nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó áp đu chút xíu nha các bạn. Rồi khi bấm approve xong thì bấm vào deposit cái nữa nha các bạn. Chừng nào hình balance này mắc là mới được thôi các bạn. Xong rồi tiếp tục mình gỡ một con nữa là WIC nha các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn tìm các bạn. Deposit nè. Select nè. Các bạn tìm con WIC nha các bạn. Đâu đâu đâu. Trên điện thoại khó tìm quá. Các bạn bấm vào một cái các bạn tìm là có cái hiệu là WECBT nè các bạn. Rồi các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi các bạn chờ nữa, nó lót chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm chấp thuận nè. Không thất bại. Rồi các bạn bấm vào một gỡ tiền nữa cái nữa nha các bạn. Rồi nha các bạn, bạn bấm approve rồi các bạn bấm gỡ tiền. Hiện tại số dư mình nó gỡ xong thì rồi các bạn bấm trở ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một swap nè các bạn. Để mình chuyển qua tiếng Anh các bạn. Nơi khó một chút. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn deposit xong hết thì bạn bấm vào swap nè các bạn. Để mình kiếm cái phần exchange các bạn. Tại mạng lock. Nếu không thấy một exchange các bạn chọn ba cho bên cùng các bạn chọn trong web trên máy tính nha các bạn. Các bạn login vào nha các bạn. Ơi mới thấy một exchange nữa ta. Cho nó chuyển qua cho giao diện máy tính các bạn dễ swap các bạn. Bạn bấm vào swap rồi bấm vào một exchange nè các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu nha các bạn. Rồi nha các bạn chọn một swap thì dưới đây thì các bạn chọn là cái đồng WECBT nè các bạn. Rồi ở đây thì các bạn chọn bất kỳ 10 20 gì cũng được các bạn, mình chọn 20 đi các bạn. Rồi các bạn swap nha các bạn. Đầy đủ điều kiện của dự án đưa ra nha các bạn. Rồi, bạn bấm vào swap nữa các bạn. Sao swap không được ta? Chuyển là 10 đồng các bạn. Rồi các bạn swap. Sau khi các bạn chuyển 10 đồng swap thì balance cái cần WECB của mình là 104 nữa các bạn. Bạn swap lại cái nữa các bạn. Ở đây thì
Các bạn cũng chọn 10 luôn đi các bạn. À sorry các bạn, các bạn dưới đây, các bạn chọn dòng dưới đây là 10 nha các bạn. Màn nhà mình yếu quá các bạn ơi, các bạn thông cảm các bạn. Rồi các bạn bấm vào swap này. Là 4,5 tốc căn QICB này. Swap. Rồi sau khi các bạn swap xong thì các bạn bấm vào liquidity nè các bạn. Rồi nha các bạn, sau khi các bạn swap là đủ điều kiện của dự án rồi các bạn. Thì đây thì mình để tạo thành khoản mà đi farm cho hướng dẫn các bạn farm luôn các bạn. Dự án testnet mà. Thì các bạn bấm vào select add token lên nè các bạn. Rồi các bạn tìm cái đồng UFCB Delta BKICBT nè các bạn. Rồi ở đây thì các bạn muốn chọn nhiêu các bạn chọn các bạn. Mình chọn 100 luôn các bạn. Thôi đi các bạn. Mình chọn cỡ khoảng 50 thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào add liquidity nha các bạn. Đây mình đi farm các bạn. Ok, nó hiện là một don là xong nha các bạn. Thì balance mình nó giật rồi nè. Rồi các bạn trở về nha các bạn, trở ra đi. Rồi sau khi các bạn trở ra các bạn vào một cái phần farm này các bạn. Đó. Farm các bạn bấm start nha các bạn. Start các bạn chọn mắt. Thôi đi các bạn chọn cái khoảng 30 đồng thôi các bạn. Mình chừa lại để sau này làm nó có yêu cầu phí gì không á. Mình chuyển 30 đồng thôi các bạn. Ui. Rồi các bạn bấm up luôn các bạn. Rồi nha các bạn. Mình nhắc lại cho các bạn cái một HFS này là lãi suất của mình đó, thu hoạch của mình đó các bạn. Còn một redeem thì mình rút thẻ rút ra nha các bạn. Còn một start này là các bạn start thêm nha các bạn. Rồi. Rồi, sau đó thì các bạn hoàn thành cái phần claim auto test token thì các bạn tiếp tục các bạn click link mô tả thứ hai của mình, nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo thì các bạn follow Twitter nữa nè các bạn. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì các bạn like và retweet bot nha các bạn. Rồi các bạn vào các bạn retweet bot cái nữa các bạn. Rồi trên Twitter nó các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn cho Twitter nè. Các bạn có cái username đó các bạn. Nó còn DeFi DeFi. Rồi một đã username của nó các bạn. Rồi các bạn dán tag thêm danh các bạn của mình nha các bạn. Rồi, các bạn bấm tài quyết lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên liên phong nè. Tiếp tục thì các bạn join kênh Telegram nó, join Discord nè. Rồi mình join kênh Telegram nó đi. Những dự án testnet thế này thì các bạn nên bỏ ra chút phút các bạn làm các bạn. Một khi các bạn trúng được một hai kèo là kiếm được từ vài trăm đô là chuyện nhỏ các bạn. Rồi các bạn bấm join hay drop nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Sau đó các bạn join vào Discord nè. Trên Discord của DeFi Dan thì các bạn chấp nhận lời mời nha các bạn. Nhiệm vụ nó kêu mình swap là đủ điều kiện rồi các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn farm HFS này nọ luôn để sau này các bạn có tham gia gián để các bạn biết đường farm nha các bạn. Rồi khi vào thì các bạn chọn vào một rồi khi vào Discord thì các bạn chấp nhận lời mời, các bạn nhấp vào mục tích xanh nè, community nè. Rồi các bạn like này nọ này các bạn. Ui, cái này gì ta, cái này nhiều bạn tương tác đó. Sau đó các bạn bấm vào một cái hình thông báo nữa các bạn. Sao mà chưa gửi tin nhắn được nữa ta. Các bạn chọn Việt Nam đi. Rồi các bạn chọn một Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn gọi một từ khóa nào đi các bạn. Để nó chép này không phải là người máy các bạn. Wood, Airdrop, gỡ nè. Khoan các bạn. Rồi bấm vào hình thông báo nè. Hình thông báo này là gì ta. Rồi mình bấm Wood, Airdrop luôn đi.
Rồi sau đó thì các bạn copy cái username mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép lại username mình nè. Rồi bạn bắt up lại cái link form hồi nãy nè. Các bạn mở link form ra thì các bạn tìm tìm cái chữ là du discord username, các bạn dán username mình vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì câu trả lời thì các bạn điền lại cái này username anh. Username tại Twitter của tất các bạn nha các bạn. Cộng win vnnh9 nnh9 nè các bạn. Rồi sau đó các bạn tiếp tục submit binary with Twitter thì các bạn mở Twitter của các bạn ra nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào anh ta của mình nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn đã tweet nè, các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tới gỡ đường link username Telegram thì các bạn mở Telegram của các bạn vào bài cùng nè. Vào setting nè, copy username mình nè. À, cộng anh 4 số 3. Các bạn điền username của tất cả các bạn nha các bạn. Cho chính xác đầy đủ thông tin đăng quan nha các bạn. 1 2 3 4. Sau đó các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Rồi tiếp tục thì Zu Bright đi Finance Wallet thì các bạn trở về cái link hồi nãy nha các bạn. Trở về cái link sàn Zu đi Bright, bạn nhập vào đây nè. Vào sàn bạn ta sẽ swap đó. Các bạn việc login vào thôi các bạn. Rồi trên đây thì các bạn nhấp vào cái hình cảnh này giùm các bạn. Rồi các bạn copy cái dòng đầu tiên nha các bạn. Cái dòng này là dòng đầu tiên nè các bạn. Rồi các bạn trở về cái link form hồi nãy các bạn dán vào đây nè. Sau đó các bạn kiểm tra một lần nữa có chính xác hoàn toàn không các bạn. Nếu mà chính xác hoàn toàn hết thì bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình testnet đến từ